Xin chào, mỗi ngày hiểu biết hơn một chút. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem tại sao Mỹ lại trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước hết, để mình giải thích một chút khái niệm về siêu cường được sử dụng trong video này. Có thể trong nhiều cuốn sách, trong nhiều bài phát biểu, người ta sẽ sử dụng chữ siêu cường với ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, riêng trong video này, chữ siêu cường chỉ được hiểu đơn giản là đất nước có sức mạnh lớn nhất cả về kinh tế, tầm ảnh hưởng và sức mạnh quân sự. Quay lại với câu hỏi cốt lõi của video, tại sao Mỹ lại là siêu cường duy nhất trên thế giới? Tất nhiên, Armin không đủ trình độ để phân tích và đánh giá một khía cạnh quá lớn như vậy, mà có phân tích thì chắc gì các bạn đã tin. Thế nên mình sẽ trích dẫn chia sẻ của Michael Bailey, giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học Stanford, và có những nguyên nhân khiến Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới như sau. Thứ nhất là Hoa Kỳ đang dẫn đầu xét theo nhiều khía cạnh. Bám theo gần Hoa Kỳ nhất là Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có khối tài sản thấp hơn Mỹ đến 3 lần. Còn về quân sự thì Hoa Kỳ mạnh hơn Trung Quốc đến 5 lần. Khoảng cách đó sẽ phải mất nhiều thập kỷ để thu hẹp, ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ với nước Mỹ. Thứ hai là Mỹ có nhiều yếu tố giúp kinh tế phát triển trong dài hạn, còn các nước khác thì không. Cụ thể, các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng tăng trưởng trong dài hạn sẽ phụ thuộc vào địa lý, nhân khẩu học và thể chế chính trị của một quốc gia. Hoa Kỳ thì lại có lợi thế trong cả ba hạng mục. Về mặt địa lý, Hoa Kỳ là một trung tâm kinh tế tự nhiên và là pháo đài quân sự. Nó chứa đầy tài nguyên và có nhiều động mạch kinh tế như đường thủy và hải cảng để có thể điều khiển được so với phần còn lại của thế giới cộng lại. Các nước láng giềng duy nhất của Mỹ là Canada và Mexico. Ngược lại thì Trung Quốc đã đốt cháy hết phần lớn tài nguyên của mình và đang bị bao vây bởi 19 quốc gia. Nhiều trong số các quốc gia này là thù địch hoặc không ổn định. Và 10 trong số đó vẫn đang tranh chấp chủ quyền một phần lãnh thổ với Trung Quốc. Còn Nga, như trong video về lời nguyền địa lý của Nga, hẳn các bạn đã biết vấn đề của Nga là nhiều tài nguyên nhưng lại không có cảng để giao thương với quốc tế. Hơn nữa, quanh Nga là rất nhiều hàng xóm thuộc khối NATO, là những người bạn thân của Mỹ. Về mặt nhân khẩu học, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới vừa có dân số đông lên tới 328 triệu người, lại có lực lượng lao động trẻ và quan trọng nhất là trình độ dân trí cao. Lực lượng lao động của Hoa Kỳ là lực lượng lao động lớn thứ 3, trẻ thứ 2, có trình độ học vấn cao nhất và năng suất cũng cao nhất trong số các cường quốc. Và đó là lực lượng lao động lớn duy nhất sẽ phát triển trong suốt thập kỷ này. Chưa hết, Mỹ có một môi trường làm việc năng động, tạo cơ hội phát triển cho người dân trên khắp thế giới. Và đây là miền đất hứa cho rất nhiều bạn trẻ có năng lực. Vì vậy, Mỹ ngày càng thu hút được nhiều nhân tài hơn. Ngược lại thì Trung Quốc sẽ mất 200 triệu lao động trong vòng 30 năm tới và thêm 300 triệu người cao tuổi. Công nhân Trung Quốc thì đang sản xuất ra của cải mỗi giờ ít hơn 6 lần so với công nhân Mỹ. Hơn 2/3 công nhân của Trung Quốc không có trình độ học vấn trung học phổ thông. 1/3 thanh niên của Trung Quốc tham gia lực lượng lao động có chỉ số IQ dưới 90. Phần lớn là kết quả của tình trạng suy dinh dưỡng, chăm sóc kém và ô nhiễm. Còn về thể chế chính trị, trong khi Hoa Kỳ được xem là một mớ hỗn độn, nhưng ông Bailey cho rằng thể chế của Trung Quốc mặc dù đồng nhất nhưng không có khả năng kích thích phát triển, chảy máu chất xám rất nhiều. Còn Nga thì sao? Nước này có một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, đe dọa được các nước láng giềng và khẳng định sức mạnh của mình ở nước ngoài trong các cuộc xung đột như ở Syria. Nga đe dọa nhiều lợi ích của Hoa Kỳ, bao gồm đe dọa các đồng minh của Hoa Kỳ và chống đỡ các đối thủ của Hoa Kỳ như Iran và Syria. Kể cả được cho là can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ, thì nhìn chung Nga vẫn chưa sẵn sàng cho việc trở thành đối thủ để soán ngôi siêu cường với Mỹ. Ngân sách quân sự của Nga nhỏ hơn của Mỹ 10 lần, nền kinh tế của Nga nhỏ hơn cả bang Texas và dân số của Nga thì được đánh giá là sẽ giảm 30% trong vòng 30 năm tới. Nga cũng không có nhiều đồng minh có sức mạnh và nước này thì phải đối mặt với NATO, liên minh hùng mạnh nhất trong lịch sử, ở ngay biên giới của mình. Điều đáng lo ngại nhất là Trung Quốc và Nga sẽ liên kết và thay đổi cán cân quyền lực, nhưng điều đó có thể diễn ra không? Câu trả lời là Nga và Trung Quốc sẽ không bao giờ hình thành một liên minh thực sự. Họ có chung đường biên giới dài 2.600 dặm, tranh giành ảnh hưởng trên khắp châu Âu, châu Á và buôn bán vũ khí cho kẻ thù của nhau. Vậy nên việc tạo ra một liên minh hùng mạnh Nga-Trung là điều không thể xảy ra. Trong quá khứ, có nhiều quốc gia từng là siêu cường. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn mạnh hơn rất nhiều lần so với các siêu cường đó. Với gần 5% dân số của thế giới, Hoa Kỳ đã chiếm 35% tổng của cải toàn cầu, 35% bằng sáng chế và 40% chi tiêu cho quân sự so với cả thế giới. Đây là ngôi nhà của gần 600 trong số 2.000 công ty có lợi nhuận cao nhất hành tinh và 50 trong số 100 trường đại học hàng đầu của thế giới. Mỹ lại có 66 đồng minh chính thức
và là quốc gia duy nhất có thể chống lại các cuộc chiến lớn ngoài khu vực quê hương, có 587 căn cứ nằm rải rác trên 42 quốc gia. Nhà sử học Joe Paul Kennedy đã thực hiện một nghiên cứu nổi tiếng so sánh các cường quốc trong hơn 500 năm và kết luận chưa từng tồn tại sự chênh lệch quyền lực như thế này trong lịch sử. Ông khẳng định Hoa Kỳ khá đơn giản là siêu cường lớn nhất từ trước đến nay. Các bạn có đồng ý với bài phân tích này hay không? Hãy comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.